À, Hiện Tiên à, xin chào quý bạn cô chú đã đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên buổi sáng. Ồ, cái chú Chủ Linh, cô chú anh chị ơi, thì sáng nay đi mua chắc cũng muốn hết cái chợ rồi đó, nên bởi vậy nên nó hơi lâu chút á, cô chú thông cảm nha. Đó cô chú anh chị, à, đồ chay đồ nè, rồi bánh bía, rồi hoa hồng. À, bữa nay là có những cái chiếc clip thật là dài của chú anh chị ơi, ngày nào mà có hoa hồng là ngày đó dài lắm nha. Đặc biệt trái cây là bữa nay Ngày nào mua có hoa hồng là ngày đó dài. đặc biệt là bữa nay mua xoài với lại Còn bánh dâu. bía À, dâu này là dâu Đà Lạt của chú anh chị. Đặc biệt bữa nay là hoa siêu đẹp luôn. Hoa siêu đẹp. Hoa siêu bự luôn. Hoa siêu bự, siêu to, khổng lồ. Giờ sao? Đó đẩy đó thôi nha, từ từ dở ra anh rồi. Tổn họ chết luôn. Nghe cái từ dạ này nó con hỏng cái từ khẹ. Mấy trái em kêu anh gọi kêu đem ra ngoài kia, bữa anh không chịu đem, kêu đem ra đẩy ở dưới cái đó đi, nó kêu dừ đi, nó biết chỗ đó rồi, nó không ăn bữa nay ngày mai nó cũng ăn. Có đem ra chỗ kia đi, bữa nay bự quá trời luôn mà em nghĩ là còn ở đây nên không có mua. Bữa nay người ta bán lấy ngâm luôn. Bằng chứng của mấy thằng hưu. Nó làm gì rồi qua viên sao mà bán được bông ở ngoài đằng trước ta? Tại thấy bông mà cứ để đem vô là bị hư rồi sao mà người nhà người ta Tết ta đi viếng mộ người ta trả chân được ha. À. Cái này á Ngọc, để mình cắm cho khán giả. Trời ơi, bữa nay đầu tuần không biết có khán giả chị. Thì thứ ba cũng như là thứ hai thôi giờ. Thứ ba sẽ giống như thứ hai được. Thôi mệt quá, ai muốn nấu gì nấu đi. Thôi em im nha. Là có nước khói là khói cho mình chứ không có đâu khán giả đâu. Nó nghe thứ làm gì có ngự. Thôi từ sau á có cơ hội. Này nữa anh, này nữa. Còn hai này nữa. Rồi cái này anh có lấy gì nữa không? Đang làm cái nào? Cái này để không rồi phải không? Này anh đem qua đây đi. Cái chảo này chảo rất là đặc biệt. Ý là tuần sau là sẽ có người nhiều thì anh kêu để dành phối cho khán giả, mấy cái hoa khán giả đem về thì được. Hoa sao? Ý anh nói là trong ngày bữa nay về để phối vô cho đẹp á. Mà anh nói ngày thường về khi không có khán giả, những khi người ta tới người ta bắt nhiên thì cũng có người thì đem hoa tới thì cũng ít. Còn cái kéo nào mấy cây kéo ta?
Thôi bữa nay trưa nay cúng cái gì á mà cúng dữ lắm. Con lấy cái đỏ đi chưa? Trưa nay hả? Trưa nay. Nên bà hỏi em có cúng rồi không cúng thì đây bà cúng. Thì ấy là bà nói bà cúng rồi đó. Ai biết là thì cúng trồng thì. Phải cúng. Thì ai muốn cúng thì cúng thôi, nhiều khi có bữa thì cũng quá trời thì cúng. Cái người ta chuẩn bị hết rồi giờ mới cho người ta cúng chứ. Có tấm lòng thôi chứ giờ. À. Sao em ghét nhất là cái vụ hờ đúng rồi. Ờ kiểu vậy anh. Ừ, được cái mâm ra là đựng dơm đựng lá là đi nha. Gì anh? Cái mâm đựng lá gì không? Mâm mày đựng lá hả? Ai vậy em đừng có nói chị ghét rồi, sẽ không có hờ nữa. Nó ghét rồi, chào của nó. Trời. Em bữa giờ em có nói chữ ghét không mà anh gặp ai anh nghe anh em đây nói chuyện anh cũng ờ không à. Em thích chữ ở đi mốt không á. Thôi. À. Nào anh em ta cùng nhau cắm hoa cho cầu. Đúng là tình học. Đúng thích chữ. Sao nè đấy nhìn nè giải miếng bông rồi ít giờ là nhờ con chó hổ mang trở lại. Ủa chứ ngày nào anh không thấy em đi mua ba cái này bụng nhanh lắm hả? Nay chạy hơn mọi ngày. Ủa thì em mua nhiều xong rồi thôi công. Nói chung lúc nào mình tự mình làm được thì mình làm, không có nhờ giả ai. Không đâu phải nhờ giả ai suốt đời. Nhiều khi nào nhiều quá chở không nổi hay gì thì mới kêu thôi chứ. Đúng không anh Ngọc? Đâu thôi mình phải tự mình làm chứ nhờ người ta biết ha. Ta cũng có công việc của người ta. Thì cờ ghê. Bữa nay em nhìn cái hoa này nó yếu yếu sao thế rồi. Trong bông này nó bị héo ngọn hoa lên coi bông này nó. Chúng nó nhúng nước chưa? Nhìn nè. Này anh lấy cái của ngày qua phải không? Cái mới không chứ qua đâu. Mới đâu cái này ngày qua rồi. Nè cái cánh yếu xèo. Cái lá của nó nè thay đổi luôn. Em ngâm nước một lá nó cứng. Ngâm rồi. Ở trong cái bình đó. Không có cái này lại do cái giống hoa hoa mãi rồi tí ơi ta nói nghe gì tí thôi anh nói về anh nói cái cách đó em muốn hết rồi nha tí không nhận ra được cái nào mà cũ mà sao cứ hai góp ý nha. Miễn sao mình cắm nó đẹp là được rồi, cũ mới gì ta nói hoa mãi không lẽ mà giờ mình nói hoa thì tên của tôi đâu lại nè cứ mỗi lần bố quên dọn đồ về là cứ cha gì tiệm nó về người ta dọn dẹp luôn tới về đây thì giờ còn có nhiêu anh em nữa đâu. Nãy giờ em thấy có đụng mấy bông không? Có. Đây nè. Có mấy cái nó không có bông. Nè. Cái người bán á những cái tâm ma le mà nè, cái người mà giữa nó nằm ở trong đó mà đâu biết được. Người ta nói là bán không làm chỉ có mua mới làm thôi. Shop hoa người ta còn không biết cần gì trong đó mà đừng nói gì. Nên mua lẻ thì 10 ngàn một bông nè coi nè anh chưa mà mua bó thì nó rẻ hơn. Bộ năm qua em nói là cái tour đó xin số điện thoại
tiền. Mà sao cái ông kia không kết bạn ta? Biết ông nào không? Cậu hai. Hả? Cậu anh hai. Cậu hai hả? Cậu hai nào ta? Cậu hai thôi màu rồi. Anh hai nhà 11 người đó. À. Ông không coi kênh clip cũng thấy con đọc số điện thoại vô các bạn Zalo. Các bạn bây giờ không một người ở Mỹ á nghe là đi vui ha. Cái gì mấy chị mấy chú là đi vui cho người ta là đi vui. Vui he. Cái bông này cái bông bự một cái cây thân nó nhỏ ít xíu. Giống tại vậy đâu rồi. Không mà thường cái này hôm qua là sếp nói rồi, cây này chưa được 3 ngày à. Dữ lắm là 4 ngày thôi. Dưới điều kiện nó nằm ở trong mát. Trong mát nữa, này để nắng bao nhiêu đó nước nào thì nổi. Anh để trong mát hay lâu á? Không, để mát nổi như ghê luôn. Con này để ngoài nắng là phải chịu thôi. Qua lại cấp này nè hỏi cấp thì biết đâu không hỏi bánh cáp chứ đâu mà cái nào biết không mua rồi không ơi đi dài sách đứt dài quên ông ơi uống đi nước để người ta dọn đang ghế đầu tùm lum đang là bài không gài ra đi chị ăn quên thôi thấy nhiều lần thôi ông không có khi nào mà vậy hết đừng nói vậy cái này đang ở trên video đừng nói vậy xấu bỏ đi thôi ha em không có cái vụ mà xó đâu em có sao đăng hết kêu mình nói gì mình phải suy nghĩ trước này ấy em nói vậy ekip mình cũng vậy làm gì cũng phải nghe nói hành động rồi này kia nó quay xong cái bà kia xó xó gì xó khỏi xó cũng được nữa, chị nói thiệt cái khỏi xó cứ đăng lên đi. Chị không có kêu xó, chị nghĩ chị nói Ngọc là đang quay video đừng có nói. Chị đâu có nói gì đâu. Để em đá, em đang buổi sáng bắt ngủ. Hôm qua Phương nói tin ta nói rồi. Nó giỡn mà. Ai Ngọc nó nói là toàn là vậy không à, có khi nào mà vậy đâu. Ai không biết là giỡn, em qua chị nhắn tin với thằng Phương rồi đúng không? Chị nói chị hai ba mà chị về mà chị quên mình muốn nói ra ngoài kia đi chỗ quay video nó đang quay quá đó. Đây qua con mình hả? Coi chị mấy ông nội chuột á. Bắt chỗ ra giết thì chỉ để nó sống hoài. Hay quá ha. Không, cái con nào tôi đó là bắt. Anh mà vô đó thì nó đâu có ở cảnh đó trọng bắt ra giết. Ngày một bảy chuột giờ em đang tìm xử lý nè. Cây này giờ sao? Yếu tiêu nè. Nó yếu luôn, cắm như vậy. Ừ. Đúng rồi. Bữa nay
nay chị là chị mua, chị gửi mua bánh bía cho chú, rồi xoài, xoài với cái này về chưng đâu ta? Ủa cái này là ở đây này của ai? À chắc để vô dưng. Cái này để riêng, cái này để riêng đi. Để chung. Để cái này cũng được. Chung luôn hả? Chung luôn đi chứ gì đâu. Cái này là để năm cái đây nè, xong cái mình để cái này vô. Đó. Xanh chứ đỏ trên để nó sao đâu, để chút nữa mình lên đó là mình để đi chưa ở. Ừ, cái giờ nhiều quá thì mình để gì nè cho nó đẹp. Ừ, sao cái gì nè chị thấy rồi chưa. Ừ, gì lên đẹp nè, để ta chân, ta chân cuốn đưa lên mà cuốn đưa lên nhưng mà nó không có thấy cái dạng đây chứ, giờ cuốn đưa lên rồi nè nó làm gì đó. Tại em bữa em bị nó sư cô chỉnh rồi nên giờ đúng công đang chân hai sư cô lên tái rồi tái công chuyện. Chung cô này lâu rồi cũng thấy qua ha, biết sao cũng được rồi, cái gì đó. Trái gì cũng vậy, như vậy cũng được lên quý. Nó không gì nó đẹp không? Nó lên màu đỏ đi. Đi có tấm lòng được. Cái người đưa lên, người đưa xuống. Rồi ờ, bị dập rồi. Chắc chở xe thì để chút. Quá trời mà chở kiếm hết chỗ mua. Nhà ba cũng kêu mua thêm cái gì cái mọt nhỏ đó. Mốt kéo không có hả? Mua cái thùng có như xe lôi vậy đó. Thùng có minimum đó. Không, đó sao đủ. Cái mọt xe lôi á. Quá trời nhiều luôn, mua hết chợ. Đi vòng 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 mua. Gặp nay mấy ngày gần Tết á, giờ chợ đông đi kẹt. Còn cái gì nữa đâu có chợ. Vậy đó, giờ ta đi chợ nhiều. Mày ấy vậy. Rớt trái. Mấy cái này thì mình chờ chút xíu. Ừ, quá chậm. Gì vậy? Mới sớm vậy. Chưa từ anh chưa. Qua. Sao? Hôm qua bự. Hả? Hôm qua bự. Nói gì? Cái hôm qua bự. À. Ừ. Bữa nay em đổi chỗ khác. Lâu lâu đổi chỗ khác một bữa cho chú. Còn lâu mộ cũng chú anh chị. Giờ chờ ếch cắm hoa. Thank you.
Nay gần Tết thì cô chú anh chị nên là khán giả về viếng thì cũng ít hơn ha. Bận. Gì anh? Có đâu thôi bỏ qua đi anh ơi. Gì đâu. Mua cái khác mà cũng còn một đôi mà, để chút nữa kêu chị đem xuống. Tại bữa mua cái nào cũng cặp hết à. Máy ai đốt gì hết ta? Tại thấy cái tàn bay đi. Nhân bay. Đâu phải gì. Không, cái miếng y như là đốt với tiền nhân bạc. Nguyên miếng vậy nè. Bay nè. Nghe lại bên kia bay nè. Sớm. Ừ. Đó, như ta đốt với tiền nhật bạc anh không? Nó bay bụi quá trời đây nè, lau hơn giấy dơ. Sáng giờ là cũng mấy anh lau rồi chứ không phải mùa. Mà nó bị bụi quá trời. Ừ, đốt á, đem lùi trên giấy luôn. Ủa mèo đây không thấy nữa hả? Mèo đâu? Mèo đâu? Nó nói kêu đoàn xe tao trúng đi. Mỗi lần gặp nó kêu đoàn xe nó trúng đi. Nó trúng nữa hả? Nó thấy ông mụ thôi. Ngã xe cái chạy mất xác. Không phải kêu chú Ngọc ơi, giờ đỡ xe lên thành ra. Nó con làm ngã xe rồi, giờ chạy rồi. Tự chạy à. Về nào anh? Về sáng rồi. À. Còn Niu đâu? Niu đâu? Nó đang cắm cắm bông chứ. Bây giờ đốt nhang cho chú luôn cô chú anh chị ơi. Nó giả về giếng nè. Chào cô. Nhang cô. Năng ra trái còn trái. Thank you.
Bữa nay là có anh Minh với Niu về ha. Anh em đông đủ của chú anh chị. Mềm, nóng chắc chảy. Còn cái này nữa hả? Sắp hết rồi phải không? Chào 10 15 16 16 hết. Muốn được kêu 15 hay 16 nhỉ? 17 18 cũng được. Thế à? Chào 17 hết Bình Dương. Lấy cái này em xịt cho nó sơ phun. Đây ngồi xuống sớm ta. Dạ alo. Dạ con nghe cô. Dạ. Hôm qua là nó cũng có tỏi rồi. Đúng rồi. Con nha mà xử lý của Vũ Linh á. Dạ. Cô đặt nhà chứ là con dạ. Ba người kia hoàn toàn nước mà cô đi qua từ cái phương này á, nhớ nhớ chị phải. Wow. Vậy? Vậy là chị Loan đó là vô quán nước với chị Nga với lại chị Phượng ở dưới quận. Dạ cô xuống quận 12. Dạ. 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 Dạ không, 16 ếch là để 16 ếch mà cô, của con là hiện tiên. Dạ cái hình của con luôn chứ. Dạ. 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 Nay cũng lâu rồi không thấy chị lên. Khán giả cũng nhắc thì chỉ lên cũng cúng rồi con với làm đẹp. Dạ. 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 Cái gì nhìn về em giữ rồi anh Ngọc. Dạ. 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 Wow. Dạ. 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 Làm bếp đang cắm hoa nha bà con cô bác. 16 ếch, 15 16. Cái 10 16 quên kêu 15 ghét. Bí quyết cắm hoa là mình cứ cắm hoa thôi, thấy đẹp thì nó đẹp. Dạ, nó đẹp. Dạ. Cắm cái quen tay ha. Dạ. Cái nó không chấp quen. Đó phải bỏ qua đi. Cái hồi đó nha. Mới có chồng. Cái vợ đi chỗ bên chồng chị đi. Nghèo mà nó không có xu á.
Dạ. Dạ. Dạ dạ rồi. Con đang quay á cô, thôi con chào cô ha cô ha. Dạ con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Tính ra là sáng nay nhận cuộc gọi phải nói là cũng hơi căng ha. Nói chung là mình cũng biết nhưng mà điều mình khi mà người ta cũng đã có thấy rồi. Cái cần của cô chú anh chị ơi, Tiên vừa nhận một cái cuộc điện thoại là cô chú cũng thấy rồi ha. Tiên dài quá xin kết thúc clip của chú anh chị ơi. Hiện tại là 15 mét vừa xong một chậu. Giờ 16 tiếp tục cắm cái chậu thứ hai. Xin kết thúc ở đây ha. Rồi chú nữa Tiên sẽ tiếp tục cập nhật tiếp cái bàn cúng ở mộ của chú Vũ Linh, cô chú anh chị. Rồi nó nghe nè anh. Anh ơi, nhận cái